Quý vị và các bạn thân mến, một nghiên cứu thường niên về chỉ số văn minh trực tuyến của Microsoft vào năm 2020 đã chỉ ra năm quốc gia kém văn minh nhất trên không gian mạng xã hội là Nam Phi, Peru, Colombia, Nga và trong đó có cả Việt Nam. Và điều đó sẽ là một cái điều rất là dễ hiểu khi dạo gần đây chúng ta sẽ đọc thấy những bình luận tiêu cực của học sinh phản ứng với những app học online trong những ngày vừa qua. Theo đó, trên cả App Store và Google Play, những bình luận định kiến liên tục xuất hiện nhắm vào Zoom Cloud Meetings, gọi tắt là Zoom, ứng dụng ra đời phục vụ cho hội họp trực tuyến. Trong đó, thì không ít đánh giá đã nêu thẳng, không thích học online. Cụ thể, thì tính đến 10 tháng 3 đến nay, trên App Store, Zoom đã nhận hơn 700 đánh giá một sao từ thị trường Việt Nam. Một số bình luận kiểu như áp rất tốt nhưng em bé rất tiếc, áp rất tốt nhưng vì không thích học nên mình vớt một sao và bảo một sao đã khiến cho tổng điểm của Zoom tại Việt Nam chỉ còn là 3,4. Trên Google Play, tổng điểm của Zoom sụt còn 2,4 trên 5 điểm đến đến ngày 19 tháng 3. Trước một thực trạng nói trên, nhiều trang mạng xã hội đã kêu gọi cứu rung ra khỏi làn sóng tẩy chay của học sinh. Một trang fanpage của sinh viên học viện tài chính có hơn 77.000 người theo dõi cũng đã lên tiếng kêu gọi các thành viên giải cứu cho rung, phần mềm mà nhiều sinh viên trường này đang dùng để học.